Đến 17 giờ chiều ngày 9 tháng 9, ghi nhận hiện trường, nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết, công tác tìm kiếm người bị nạn trong vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ đang rất khó khăn. Hiện tại, khu vực gần cầu Phong Châu đã bị phong tỏa. Lực lượng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ và quân đội đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Đứa cháu gái đi xuống Việt Trì, đứa cháu đi tầm 9 giờ. Thì điện xem hỏi xem cháu đi qua cầu Phong Châu hay chưa, sập cầu. Cũng nghe lo, xem gọi điện thì từ lúc đấy là thêm tới giờ là 2-3. Gọi điện cho cháu là không liên lạc được. Thì lúc xuống chết cam hành trình thì đúng 95% là cháu rồi. Thì lúc đi từ nhà thì từ nhà chị nhận dạng xe máy mấy quần áo mũ thì đúng rồi. Chị cũng có hy màu thêm màu ra với cháu thì mong cháu trôi giạt vào đâu có người dân vớt được cháu. Mà bây giờ trẻ chị cũng chỉ có chờ thôi thêm màu xảy ra. Đây chỉ là một trong số rất nhiều người dân túc trực, chờ đợi gần hiện trường mong có tin tức từ cơ quan chức năng về người thân đã gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào chiều ngày 9 tháng 9 năm 2024. Sau khi tham gia bàn bạc, lên phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã tới thăm hỏi, động viên người thân gia đình các nạn nhân. Bây giờ hiện nay là nước đang chảy rất xiết, các lực lượng quân đội công an thì đang trực chiến ở đây. Nếu mà khi mà đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ làm công tác tìm kiếm như này. Trước tiên là rất chia sẻ với cái nỗi đau này của chị. Tại hiện trường, khu vực gần cầu Phong Châu đã bị phong tỏa. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết tất cả lực lượng đã sẵn sàng, nhưng khi lòng sông an toàn thì mới có thể triển khai công tác cứu hộ cứu nạn được. Là hiện nay cái dòng lưu lượng nước, dòng chảy rất xiết, rất chặt, rất mạnh. Thì chúng tôi cũng đã tập trung đầy đủ các phương tiện và con người để có thể sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, lực lượng của quân đội, công an để đảm bảo khi mà phải an toàn thì chúng tôi mới tham gia cứu hộ cứu nạn được. Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân đội và các lực lượng ở địa phương đang ứng trực ở hạ lưu sông Hồng để trong trường hợp các nạn nhân trôi dạt về dưới thì sẽ lập tức ứng cứu. Quân đội cũng đã dựng các lều giả chiến ở hiện trường, sẵn sàng cho việc cứu hộ có thể kéo dài nhiều giờ nữa. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an cũng điều động cano tham gia tìm kiếm người mất tích. Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu, lực lượng chức năng nhận định khi sự cố xảy ra có vài ô tô và vài xe máy đi trên cầu Phong Châu, nhưng số liệu chính xác thì chưa xác định được. Đại tá Tuấn cho biết thêm, trước đó tỉnh Phú Thọ đã đánh giá, rà soát tất cả các cầu cống trên địa bàn. Việc sập cầu Phong Châu là bất ngờ của mẹ thiên nhiên. Sau sự cố sập cầu, địa phương sẽ cấm đường một số cầu cống trên địa bàn, trong đó có cầu Trung Hà. Về nguyên nhân ban đầu, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết hiện chưa thể đánh giá vì dòng nước đang chảy rất mạnh, không loại trừ trường hợp vật cứng ở đâu đó trôi dạt và đập vào cầu. Do đó, phải đợi cơ quan chức năng điều tra xác minh thì mới thông báo chính xác nguyên nhân ban đầu. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc.